Đây là cái lỗi SC550 của cái dòng máy Rico ha. Thì khi mà trong quá trình máy đang chạy mà nó gặp cái lỗi này báo lên thì các chị các bạn cũng đừng có sợ hãi, mà chỉ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta nhận định đây là cái lỗi hết cuộn dầu. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần thao tác, chúng ta mở, chúng ta lấy cuộn dầu ra, chúng ta thay là ok nha. Rồi khi lập lỗi này thì các bạn tắt máy, sau đó chúng ta mở ra. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn nên để cái lu lu sấy cho nó nguội. Còn nếu các bạn không có thời gian á, các bạn đang chạy đồ gấp cho chúng ta, cho khách hàng á, thì các bạn mở ra luôn ha. Rồi sau đó các bạn dùng cái quạt, chúng ta sẽ quạt cho nó mát chúng ta sẽ quạt cho nó mát cái bộ phận cuộn dầu. Rồi sau đó chúng ta thay. Thì mở cái đây, trên đây nó có mấy con ốc nè, các bạn nhìn ra các bạn thấy rồi ha. Chúng ta sẽ mở con ốc này. Cái này đối với các bạn mới nha, các bạn nào thì biết rồi thì thôi, còn đây là mình muốn làm cho tất cả các bạn nào mà chưa xem được những cái video trước của mình. Thì ở phía trong cái thanh quay nè, nó có một cái lỗ, các bạn dùng cái cây bút thử điện các bạn chọt vào trong cái lỗ này để chúng ta giữ cố định, và sau đó chúng ta sẽ mở này ra. Trong đây nó có một con ốc, chúng ta sẽ mở ra. Khi các bạn đã quen rồi thì trong vòng khoảng 10 phút thôi, các bạn có thể là thay xong cái cuộn dầu để phục vụ cho công việc chúng ta ha. Khi mà các bạn làm một cái ngành nghề nào vậy, rồi phía bên đây nè, phía bên đây nha, các bạn sẽ thấy nó có ba cái sợi dây, rồi phía đây nó có ba sợi dây nè. Các anh chị gỡ cái mấu chốt này ra, giữ ra ha, thì các anh chị gỡ ra, gỡ thẳng ra. Như các anh chị chú ý nè, đây là nó có là màu đỏ là ba chấu nè, màu trắng nó cũng có ba chấu, thì sau này chúng ta sẽ có cái màu đỏ này ha. Màu đỏ này thì các anh chị sẽ lắp vào màu đỏ, màu trắng ba chấu, thì đây nó có hai cái màu trắng, thì các anh chị màu trắng ba chấu thì các anh chị lắp phía trong ha, phía ngoài. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở này ra nè. Rồi phía trên đây nó sẽ có hai con ốc, các anh chị và các bạn mở ra, mở ốc ra. Rồi sau đó chúng ta lấy cái tay chúng ta nhấc này ra, và đây là cái cuộn dầu nó hết nè. Khi nó hết á, khi cuộn dầu nó hết thì ở trên cái ở trong này nó có một cái cò nhựa, thì nó sẽ đánh về ở đây, trong này nó có con sensor ha. Khi nó đánh về con sensor đó, con sensor nó đọc được, tức là cái cần nó bật tới cái con sensor thì con sensor nó sẽ báo về cái lỗi 550, thì mình sẽ biết là lỗi hết cuộn dầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay. Rồi để thì các bạn phải đi mua một bộ quýt dầu này nha. Cục quýt dầu nó cũng rất là rẻ thôi, nó không cái. Còn nếu mà các bạn mà không có cục quýt dầu thì các bạn phải xoay xoay cuộn dầu lại, các bạn sử dụng tạm trong quá trình chờ đặt nha. Bây giờ trên này nó có con ốc nè, chỗ này nó có ốc nha, các bạn sẽ nhìn, các bạn sẽ thấy liền. Thì các bạn cứ mở ra. Nè, chúng ta bắt người ta nó sẽ ra vậy, đúng không? Thì ở đây nó có cái cần gạt này, cái đây nó có cái cần gạt nè, cái cần gạt này nó sẽ báo, thì lên đây nó có cái, trong đây nó có cái con sensor ha. Thì nó sẽ báo trong đây nè, đó, trong đây nó có cái con sensor thì nó sẽ báo khi nó quẹt lên hết vậy. Thì trước đây nó hết á, nó sẽ đánh xuống tới đây á, là nó sẽ báo nè. Có một số trường hợp á, thì nó mình làm cẩn thận nó sẽ gãy cái này, nhưng mà khi cái nó gãy rồi cũng không sao, thì các bạn cứ thay bình thường đi. Trừ trường hợp ví dụ như cái mà nó gãy, ví dụ nó lỡ gãy con này mà mình chúng ta chưa có kịp chúng ta mua vào, thì các anh chị cứ để vậy, chúng ta cứ chạy, chúng ta thay vào, chúng ta vẫn chạy. Thì đối với những cái dòng máy như là máy 20 á, thì cái lu lô sấy nó nhỏ, thì các anh chị có thể nhìn mở mấy cái cò lên, thì các anh chị có thể nhìn vào, các anh chị thấy được cái cuộn dầu ha. Thì đối với mà khi mà nó lỡ gãy á, thì các anh chị chưa thay kịp, thì các anh chị chạy một thời gian thì các anh chị nên kiểm tra lại ha. Còn nếu các anh chị nào mà muốn thay thì các anh chị mua về, chúng ta sẽ mở ra, chúng ta thay thôi. Thấy cò này thì mình cũng có một máy, nhưng mà có một máy thì nó đã gãy cái này rồi, mình hồi đó giờ mình cũng chưa thay. Chờ trường hợp nào khi nào mà nó chạy hết, mình thâm chừng thì nó mình đầu mình sẽ thay thôi. Rồi bây giờ để tiến hành thay thì đây các chị thấy đây, như này mình sẽ mở hai ngóc này ra nha, mình sẽ mở hai ngóc ra. Nhưng mà trước khi để mở hai ngóc ra, các anh chị các bạn làm mới là chú ý nè ha, thì chúng ta sẽ
để đứng nha, ha, để đứng theo cái chiều này. Thì các anh chị nên chú ý là khi mà cái cuộn dầu mà đầu tiên á, cái cuộn dầu khi mình bỏ thay vô á, chiều á, là cái cuộn bắt đầu á, là nhiều là nằm đây, phải cuộn trên lại cuộn sẽ quấn dầu sau khi nó lao nè. Bây giờ chúng ta sẽ mở nha. Khi mà các anh chị mở ra như thế này thì ở đây nó có cái xoay, xoay nó có cái khóc thì nó sẽ xoay đúng cái khóc nè, các anh chị thấy có khóc không? Đây nè. À, thì trong đây nó có cái khóc bỏ vô cho vừa nha. Các anh chị xoay ra. Các anh chị gỡ này ra. Đây là cuộn dầu. Đây là cuộn dầu hết ha. Thì tùy theo nha, đối với các anh chị mà chạy bì nhiều á, mà cái bì màu đen đồ nhiều á, thì cái cuộn dầu á, nó sẽ đen rất là nhiều. Còn nếu mà các anh chị á, mà chạy mà đối với phô bình thường thì cái cuộn dầu nó rất cũng nhìn cũng rất là sạch đúng không, nó cũng tương đối sạch nhưng mà đều hết thôi. Còn nếu mà các anh chị chưa có mua cuộn dầu giờ kịp thì các anh chị sử dụng, các anh chị quấn lại ha, các anh chị có thể quấn lại một đoạn rồi sau các anh chị hỗ trợ thêm cái dầu silicon mà bồi dầu bôi trơn máy á, thì các anh chị nhỏ vào chúng ta sẽ hỗ trợ, chúng ta sẽ quấn một đoạn, ví dụ như mình đang chạy cần độ gấp nhưng mà mình chưa có như thế này thì các anh chị sẽ quấn lại ha, quấn lại. Đối với thợ thì nó sẽ quấn ngược lại, còn nếu mà các anh chị chưa có kinh nghiệm quấn ngược lại thì các anh chị đối với quấn ngược lại thì đòi hỏi phải quấn hết cái cuộn dầu này nè, thì để cho nó sạch một mặt, tại khi mà nó quét có một mặt ha, còn mặt năm nay nó sạch này. Thì đó các anh chị quấn, còn đối với các anh chị chưa kinh nghiệm, các anh chị mới thì các anh chị quấn lại y lại, chúng ta giống như chúng ta chỉ tua ngược lại thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ quấn ha, chúng ta sẽ quấn vậy, rồi chúng ta bỏ lại, chúng ta cài lại, chúng ta chạy đỡ ha. Còn đối với cuộn dầu này không bao nhiêu tiền thì các anh chị đừng, cũng thôi tốt nhất là cũng đừng có bỏ công ra quấn, chỉ mất công thời gian ha. mình thì mình bỏ luôn. Do đó thì đối với khi mà chạy máy á, thì mình hay dự phòng, thứ nhất là cuộn dầu ha, cuộn dầu hoặc thứ hai là tất cả các bánh nhông xéo nè, nhông trục chính motor nè, nhông ở cái khung rum nè, nhông xéo nè ha, hoặc là các gạt rum và gạt mực đó, rồi đó là những cái đó chúng ta là dự phòng, chúng ta để sẵn, tại cái đó là thông thường là nó dễ bị hư, và cái này nó chạy mình không để ý thì nó cũng rất là mau hết ha. Rồi bây giờ mình gỡ này ra nè. Này. Ở đây nó có một cái đầu bằng. Ha, ở đây nó có một cái đầu bằng. Ở đây nó có một cái đầu mà các anh chị thấy là nó có cái khe không? Tức là ở đây nó có sẽ có trong đây nó sẽ có những cái mấu chốt. Chốt nó chặn cái khe này. Nè. Ha, đây nè, thấy không? Rồi. Bây giờ cái cuộn dầu nhiều á, nếu mà đối với chúng ta để thẳng nha, cái đầu này chúng ta để thẳng là nè. Cuộn dầu nhiều thì nó sẽ nằm ở dưới. Cuộn nằm ở dưới. Đây nè. Ta qua nè. Ha, cuộn dầu nhiều á thì nó sẽ nằm ở dưới nha. Các chị để cuộn dầu ở đây. Các chị để này đó. Rồi cái cuộn dầu nhiều thì các chị để dưới, nhưng mà các chị để luôn là để trong ha, cái này nè, cái còi này, nó sẽ nằm ở trên cái đó, nằm trên vậy ha, các chị đó, các chị thấy không? Chúng ta để lên vậy ha. Rồi sau đó các anh chị để cầm này nè, chúng ta để vô cái khắc này. Thì cái cò này nó sẽ nâng lên đây nè. Thấy chưa? Cái cò nó sẽ nâng lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái chốt chặn nè, chúng ta đưa vào. Chúng ta cố định một cái cuộn đầu dầu này trước. Rồi, sau đó chúng ta sẽ siết ốc ngay. Rồi. Sau đó cuộn dầu này sẽ được đưa qua bên cái trục xốp này à, và đưa lên
đưa vô trong đây, đưa qua trục xốp này, nhưng mà đẩy vô trong cái khe này. Theo xong khe này ha, sau đó chúng ta sẽ quấn một đoạn đi cho nó. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái này vào trong cái khóc này này, rồi sau đó chúng ta sẽ cố định đầu thứ hai. Rồi sau khi cố định xong chúng ta dặn ốc lại. Đây, như vậy là xong cái phần cụ dầu chúng ta đã ráp vào ha. Thì đối với đệ đứng nè, đây là cái ốc chặn nắp nè nha. Thì các anh chị sẽ thấy như thế này, cái cuộn nhiều á, là bắt đầu nó sẽ để phía bên này, cộng thêm cái phần cái chốt nè, cái trục báo nè, cái cò báo nè ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lòn qua bên cái khúc xốp này và chúng ta sẽ cố định cái nhỏ ở phía phần trên này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn nè, gắn vào. Dưới đây nó có hai cái khớp, rồi chúng ta gắn lại đây. Rồi sau đó chúng ta dặn ốc này. Rồi đây là phần thay cuộn dầu vào trong cái bộ cụm dầu ha. Là tới đây là đã xong cái phần thay nha. Rồi sau khi chúng ta thay xong vào thì bây giờ chúng ta lắp lại. Thì ở đây nó có hai cái chốt nè, ở đây có hai cái chốt sắt thì nó tương đương, nó khép với cái này. À, chúng ta đưa vào vậy. Đây, rồi chúng ta đưa xuống, chúng ta dặn hai con ốc lại. Rồi sau như đây là chúng ta đã ráp vào xong cái cụm phần cụm sấy ha. Thì đây nó có ba cái sợi dây đúng không. Đầu tiên các bạn quan tâm nhất là cái sợi dây màu đỏ, chúng ta sẽ gắn vào trước. Đỏ thì tương đương với lại cái chốt đỏ đây nè, các chị đưa vào. Còn ở đây nó còn có hai cái, tức là một cái là ba cháu, một cái hai cháu. Thì chúng ta sẽ nhìn vào, chúng ta sẽ thấy ở trong cụm nó là cái ba cháu, thì chúng ta sẽ gắn cái ba cháu vào. Rồi cái này cái hai cháu là gắn ngoài cùng. Rồi sau đó chúng ta bó gọn cái sợi dây lại vào trong cái phần này và chúng ta sẽ cố định lại để cho nó gọn cọng dây ha. Rồi các anh chị làm chú ý là khi mà các anh chị mở ra thì các anh chị phải chú ý nha, dưới đây nó có một con sensor này. Nếu con sensor này nó báo cái lỗi 569, tức là nó bị lỏng con sensor này ha, nó là bị lỏng con sensor, nó lỏng cái mạch này ha. Nếu nhiều quá thì các anh chị phải mua con sensor này, các anh chị phải thay. Mà thông thường con sensor thì nó khó bị hư lắm ha. Nhưng mà chúng ta phải làm cẩn thận, không thôi chúng ta, nếu các anh chị không quan tâm á, các anh chị nhiều lúc các anh chị vô tình các anh chị giật ra thì nó bị gãy con sensor này nha. Chú ý cái này giùm mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ lắp cái bá này vào. Đây. Lắp cái này thì có ốc chỗ nào các anh chị cứ lắp thôi ha. Nói chung tháo sao ra vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lắp lại vậy thôi. Rất là đơn giản này. Nếu mà trong quá trình chạy máy thì các anh chị biết, chứ anh chị chỉ biết thay thôi, là các anh chị đã đỡ tốn biết bao nhiêu tiền. Nếu mà các anh chị không biết thay thì các anh chị sẽ không giải quyết được cái vấn đề trong quá trình làm dịch vụ. Rồi sau khi ấy xong ha, ráp xong chúng ta đẩy cái này vào. Rồi sau khi chúng ta ráp vào, mới xong công đoạn là chúng ta chỉ có thay thôi. Còn tiếp theo cái công đoạn nữa đó là phải thao tác ở trên máy để chúng ta xóa cái số của cái bếp, của bếp dầu. Bây giờ ta sẽ bật máy lên. Tại khi cuộn bếp dầu á, mà nó chạy á, thì khi ví dụ như cuộn bếp dầu nó chạy tới ví dụ 1000 số hay nó chạy hết, nó chạy từ 1 đến 100 thì nó sẽ báo hết cuộn dầu. Thì bây giờ nó đang ở 100. Có nhiều anh chị cứ tưởng là thay như vậy là xong rồi, là bỏ vào. Nhưng mà bỏ vào thì có thể là xóa lệnh 550 thì nó vẫn hết nè. Nhưng mà khi các anh chạy nó vẫn đang hiểu số 100 thì nó sẽ không quay, nó sẽ báo lỗi lại liền.
À, do đó là bây giờ là chúng ta nè, bây giờ các anh chị thấy bây giờ bỏ vào nó vẫn có báo là 550 đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xóa cái lỗi này đi nè. Bây giờ chúng ta sẽ vào ly mode nè. 107. Ha, bấm 107, bấm giữ ly ly vàng này cho mình. Sau đó các anh chị vào copy USB. Mình quay cái máy lại chút. Đây các anh chị vào copy USB. Ha. Bây giờ cái đây các anh chị sẽ bấm là bấm cái lệnh là 1902. Sau đó các anh chị bấm enter. Thì các anh chị thấy đây nó còn số 46 nè. Thông thường thì nó tới 100. Nhưng mà trong quá trình mình hết dầu thì mình lấy cái cuộn dầu khác mình bỏ vào thì nó chỉ đọc 46 thôi. Rồi sau đó các anh chị nè bấm đây số 0. Tại đây nó sẽ về số 0. Sau đó các anh chị bấm enter để cho nó nhớ. Rồi sau đó các anh chị tắt máy, mở máy. Các anh chị không? Nếu mà các anh chị chỉ cần biết những cái thao tác thay thôi thì các anh chị trong vòng khoảng 10 đến 15 phút thì các anh chị đã xử lý xong cái phần thay web dầu để phục vụ cho công việc của mình. Do đó là tất cả các video đều mình mong muốn tất cả các anh chị nếu mà đã là mới, người mới thì hãy cố gắng làm sao để cho nó mình tập để mình thay được những cái linh kiện gọi là những cái đơn giản này. Đó bây giờ các anh chị thấy là máy nó đang khởi động được. Rồi như vậy là chúng ta đã xong phần thay web dầu ha. Đó chỉ cần những cái thao tác thôi hoặc là bỏ ra khoảng 10 đến 15 phút. Thì các anh chị đã xử lý xong được một cái phần lỗi 550, lỗi hết bếp dầu ở trong máy dòng máy Rico. Thì ngoài ra thì nó sẽ áp dụng được rất là nhiều, phục vụ cho công việc của mình rất nhiều, nên mình khuyên các bạn ha, một lần nữa mình khuyên các bạn và các anh chị mới vào nghề hoặc là các anh chị nào đã mở vào nghề lâu nhưng mà các anh chị chưa dám sửa máy thì các anh chị hãy tập, hãy coi những video trên mạng chia sẻ hoặc là coi những video của mình chia sẻ để các anh chị thay những cái này gọi là những cái đơn giản trước phục vụ cho công việc của mình. Đó là toàn bộ video để thay một cái cuộn bếp dầu và máy. Rồi video của mình chia sẻ tới đây là hết ha. Nếu các anh chị vào và cảm thấy video có thật sự hữu ích thì các anh chị đừng quên bấm like và chia sẻ video để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Bado Official thì các anh chị cố gắng giúp mình đăng ký kênh. Coi như các anh chị đang ủng hộ tinh thần cho kênh Bado Official để ra nhiều video sau nữa cho tất cả các anh chị về trong chia sẻ lĩnh vực in ấn và photocopy hoặc là khắc phục một số lỗi cơ bản về dòng máy mà trong quá trình mình làm mình biết được. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị và các bạn ở video sau. Chúc các chị và các bạn làm thật là nhiều khách và thật nhiều sức khỏe cùng phát triển kinh tế gia đình. Bye bye.